sự thất bại ê chề của Việt Tân. Cũng giống như lần Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền đầu tiên, Việt Tân tổ chức hẳn đoàn xông đến các diễn đàn của Liên Hợp Quốc để phản đối Việt Nam ứng cử, tìm đến các dân biểu Mỹ, EU vận động không bỏ phiếu cho Việt Nam và lên án Việt Nam tại phiên bỏ phiếu. Nhưng rốt cục khi đó, Việt Nam vẫn trúng cử với số phiếu bầu chọn cao nhất trong số các quốc gia được bầu. Lần này cũng vậy, Việt Tân tổ chức rầm rộ không kém nhằm ảo tưởng ngăn cản Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chẳng hạn, một tuần trước khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bầu các thành viên vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà Việt Nam ứng cử với tư cách đại diện cho ASEAN, Việt Tân đã đồng thời cho đăng hai bài viết: Cộng sản Việt Nam không xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Việt Nam không đủ tiêu chuẩn vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhằm kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc không bỏ phiếu bầu cho Việt Nam và một số nước khác. Cùng với đó, Việt Tân phối hợp với tổ chức UNWatch NGO tổ chức họp báo hôm 3 tháng 10 năm 2022 tại trụ sở Liên Hợp Quốc để kêu gọi các thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không bỏ phiếu cho Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 sẽ được diễn ra vào ngày 11 tháng 10 năm 2022. Trong cuộc họp báo, cái gọi là Tổng Bí thư của Việt Tân, kẻ có tên là Hoàng Tứ Duy cho rằng tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong thực tế đang ngày càng tồi tệ hơn, không như những khoe khoang và hứa hẹn trong hồ sơ ứng cử. Cộng sản Việt Nam không xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Mục đích của nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là để có thể tiếp tục che giấu, gian dối về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam. Hoàng Tứ Duy kết thúc phát biểu bằng kêu gọi rằng kết luận là cộng đồng quốc tế không thể bầu cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cái chính quyền không tuân thủ các quy ước quốc tế, chà đạp lên các quyền cơ bản của công dân, không thể là thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Nhưng thật trớ trêu cho Việt Tân, cũng như lần trước, ngày 11 tháng 10 năm 2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức bầu Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cùng với 13 quốc gia khác với số phiếu bầu rất cao. Người xưa nói, cả cuống chết đến đít vẫn còn cay, nên dù thất bại nhục nhã, ê chề, bẽ bàng, nhưng Việt Tân vẫn cố ngoi ngóp để cho ra đời bản lên tiếng của Việt Tân. Cộng sản Việt Nam phải thực hiện cam kết về nhân quyền để vớt vát chút sĩ diện với cái gọi là tù nhân lương tâm đang được Việt Tân o bế hứa hẹn, trong đó tiếp tục vẽ ra lộ trình chống phá Việt Nam về nhân quyền khi Việt Nam đã là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, kiểu như lời hứa và kêu gọi. Cùng với nhân dân Việt Nam và các đối tác quốc tế, Việt Tân sẽ đẩy mạnh hơn nữa áp lực này trong thời gian tới nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội, góp phần cho hòa bình thế giới. Bản thân là một tổ chức khủng bố bị chính phủ, Bộ Công an Việt Nam đưa vào danh sách đen và công bố toàn cầu nhờ thành tích khủng bố với chứng cứ, tài liệu rõ ràng. Nhưng lời nói thì vẫn trắng trợn đòi thúc đẩy tiến bộ xã hội, góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. Xem ra, độ ảo tưởng của băng đảng Việt Tân còn rất lớn như dã tâm đen tối của nó.